Thưa quý vị, hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện số 90 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Công điện nêu rõ thi hành quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương nâng cấp các hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để phục vụ tra cứu, khai thác thông tin cá nhân, không gây phiền hà cho cá nhân tổ chức. Đến nay, nhiều địa phương đã thường xuyên tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của chính phủ nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân tổ chức. Vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân.